Toàn thể các bác nhá. Ngày hôm nay một ngày chủ nhật đầu tuần, không phải cuối tuần. Thì em có một chuyến đi lắp đặt và setup hỗ trợ các bác tận hai chỗ liền. Một chỗ là bên Hưng Yên. Hiện tại anh em vừa sắp hàng ra xong. Đây, em đang cũng chuẩn bị bon đi đây. Thì sau khi đặt vừa rồi, bên em có sale 10% giảm giá với tất cả các mặt hàng sản phẩm của hãng DB, thì đã được rất nhiều các bác tin tưởng và lựa chọn, cũng đã order em đến setup. Đây, ngày hôm nay thì em sẽ đi xuống Hưng Yên hỗ trợ cho một bác khách hàng, nói chung là cũng vừa nâng cấp lại vừa mấy anh em cũng cùng mua thêm sản phẩm để về chơi Tết. Rồi khi nào tới nơi em sẽ quay review cận cảnh gửi đến các bác nhé. A few moments later. Okay, bác chủ đang trên đường ra đón em. Đây là chị chủ đúng. Chị đang trên đường ra đón em. Rồi, gần tới nơi rồi. Ngõ hơi hẹp các bạn, vừa phải tránh con 16 chỗ xong. Ok, cuối cùng em cũng đã tới nơi. Đây, gió mát thật, không khí trong này rất sướng. Còn đây là nhà bác chủ đấy nhá. Đây, em chuẩn bị vào lắp đặt đây. May quá, đến nơi đây thì rơi. Đến nơi thì rơi mất cái cuộn dây loa ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, cuối cùng em đã xong. Là bây giờ em tiếp tục công việc cuộc chiến là đi tiếp tục đến Bắc Giang. Ok. Em lên khu này gọi là gì ra? Lục Nam Bắc Giang rồi.